Mến chào quý vị khán giả đến với kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Vâng, xin chào ngài Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam. Trước tiên xin cảm ơn ngài đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn trong những ngày đầu năm mới này. Vâng, thưa ngài, Việt Nam và Palestine có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài. Xin ngài có thể chia sẻ đôi chút về mối quan hệ hữu nghị truyền thống này giữa hai nước. Ngài Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam cho biết, vì hai dòng tộc cùng một hoàn cảnh đấu tranh vì độc lập dân tộc, đấu tranh vì độc lập tự do, cho nên có sự gắn bó giữa Palestine và Việt Nam đã nảy sinh trong quá trình hai dòng tộc chúng ta thúc đẩy cuộc đấu tranh của mình để giành độc lập dòng tộc. Và chính cái hoàn cảnh chung đó đã làm cho tình cảm của hai dòng tộc ngày càng tăng lên, ngày càng đi vào chiều sâu. Chính vì vậy thì Palestine đã quyết định mở văn phòng đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine tại Việt Nam năm 1976 và là một trong những cơ quan đại diện nước ngoài đầu tiên đã mở cửa tại Việt Nam sau khi thống nhất. Chúng tôi rất quan tâm về việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ với Việt Nam. Việt Nam dần dần trở thành một cái tấm gương của tinh thần đấu tranh bất khuất, đồng thời là tấm gương của những quốc gia đã giành những thành công rất lớn trên con đường xây dựng và bảo vệ đất nước của mình. Và những cái gì Việt Nam đã đạt được trên hai mặt trận bảo vệ Tổ quốc và mặt trận xây dựng Tổ quốc luôn luôn là nguồn động viên tạo cảm hứng để nhân dân Palestine chúng tôi tiếp tục con đường đấu tranh của mình để giành độc lập dân tộc như nhân dân Việt Nam đã đạt được. Vâng, trong năm 2023 này, chúng ta sẽ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ Việt Nam-Palestine. Vậy Đại sứ quán Palestine sẽ có những hoạt động ngoại giao nhân dân giao lưu văn hóa như thế nào để nhằm thắt chặt hơn nữa cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước? Ngài Sadi Salama cho biết chúng tôi đã vạch ra một cái kế hoạch. Kế hoạch đó sẽ bao gồm tổ chức những ngày văn hóa của Palestine tại Hà Nội và đồng thời trao đổi đoàn đại biểu. Chúng tôi hiện nay đang mời một số cơ quan Việt Nam sang thăm Palestine. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng muốn mời một số đoàn đại biểu của Palestine sang thăm Việt Nam. Và đặc biệt là Việt Nam đã chuyển lời mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Palestine sang thăm Việt Nam vào tháng 5 sang năm. Vâng, hy vọng là với một loạt những hoạt động ý nghĩa như vậy thì năm 2023 sẽ là một năm bước ngoặt để nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Palestine. Vâng, thưa đại sứ có thể nói là một người gắn bó đặc biệt với Việt Nam và tôi được biết ngài đại sứ từng là cựu sinh viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông cũng có nhiều năm làm việc và công tác tại Việt Nam, đặc biệt là từ năm 2009 đến nay thì là đại sứ Palestine tại Việt Nam. Vậy ông có thể chia sẻ đôi chút về tình cảm của ông đối với Việt Nam không ạ? Ngài Sadi Salama cho biết cái tình cảm của tôi đối với Việt Nam đã bắt đầu nảy sinh trong cái trái tim của tôi kể từ khi tôi mới có 12 tuần. Là một cậu con trai Palestine theo dõi những thông tin đến từ thế giới, tôi có thể khẳng định với các bạn như tôi luôn luôn khẳng định với các bạn bè quốc tế, những người quan tâm tìm hiểu về Việt Nam và nên trao đổi với tôi là không thể hiểu Việt Nam được chừng nào chúng ta đến với đất nước này. Việt Nam đối với tôi không chỉ là một quốc gia quá cảnh, mà đối với tôi, Việt Nam không khác gì Palestine. Hiện nay, tôi đang là đại sứ của Palestine nhưng tôi nghĩ rằng là một ngày nào đó khi tôi về hưu tôi sẽ có một cái không gian tự do hơn để có thể thực hiện cái tình yêu của tôi dành cho Việt Nam một cách hoàn toàn khác. Và tôi tin chắc chắn chừng nào tôi còn có sức khỏe, còn sống thì tôi sẽ tiếp tục là một cầu nối dù ở bất cứ vị trí nào là đại sứ hoặc là một công dân bình thường của Palestine. Không chỉ là một nhà ngoại giao mà nhiều người còn biết đến ông như là một chuyên gia của Việt Nam. Họ nói như vậy tại vì ông đã là một dịch giả và ông đã dịch cũng như hiệu đính nhiều tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập và ngược lại. Vậy đại sứ có thể chia sẻ một chút về những hoạt động như vậy và tình cảm của ngài dành cho tiếng Việt không ạ? Ngài đại sứ cho biết, tôi đôi khi tự hỏi bản thân mình đã gặp ai ở Việt Nam, đặc biệt những người nước ngoài thì thường người ta hỏi tôi một câu, làm sao mà anh có thể học được và nói tiếng Việt tốt như thế? Nguyên nhân là gì thì tôi cũng không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ trả lời là tôi có một tình yêu dành cho Việt Nam. Tôi hiện nay đang hoàn thiện một cuốn sách nói về câu chuyện Việt Nam của tôi. Trong cái cuốn sách đó, tôi đang và sẽ giới thiệu cho độc giả Việt Nam một cái cách nhìn và tôi sẽ kể cho các bạn Việt Nam qua một cái cửa sổ khác về cách nhìn của một người nước ngoài về đất nước của các bạn. Tôi hy vọng rằng nó sẽ đến với độc giả Việt Nam như là một món quà tràn đầy tình cảm của tôi dành cho đất nước và con người Việt Nam.
đối với người Ả Rập, người ta rất khát khao tìm hiểu về Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng nếu mà có những tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập, thì họ sẽ đối diện với một tình cảm rất là đặc biệt. Những cuốn sách mà tôi đã dịch đặc biệt khi tôi đến Việt Nam, tôi đã nhớ đến những kỷ niệm của tôi khi tôi đã tiếp xúc với một nhân vật kỳ diệu, một nhân vật có một vị trí quan trọng trong hàng ngũ những nhân vật tầm cỡ thế giới. Đấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi quý Đại tướng vì tôi đã tiếp xúc qua những cái chuyến thăm sang Việt Nam của Chủ tịch Arafat. Và khi tôi quay lại Việt Nam trên cương vị là đại sứ của Palestine, tôi đã đến thăm gia đình ông và tôi hứa là tôi sẽ làm một cái gì đó để giới thiệu đại tướng trên thế giới Ả Rập. Và tôi đã dịch một trong những tác phẩm ngắn gọn nhưng mà xúc tích về Điện Biên Phủ. Những thắng lợi vĩ đại mà Việt Nam đã đạt được tại Điện Biên Phủ năm 1954. Và hiện nay tôi cũng đang giới thiệu về Việt Nam cho thế giới Ả Rập biết qua những bài viết. Tôi thường hay viết bài cho một số báo chí Palestine nói về Việt Nam. Việt Nam đang đi theo con đường nào, tình cảm của Việt Nam, lập trường của Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam, những thành quả mà Việt Nam đã đạt được thông qua việc đổi mới hơn trong hơn 35 năm. Việt Nam là một tấm gương rõ nét cho những nước mà đang muốn vươn lên, muốn thành công trong cái nỗ lực để phát triển kinh tế xã hội của họ. Vâng, thêm một chút chia sẻ về thông tin cá nhân của đại sứ mà tôi nghĩ là cũng rất nhiều người quan tâm. Đó là đại sứ là một người đã gắn bó lâu dài với Việt Nam. Ông có thể cho biết là ông thích nhất món ăn nào tại Việt Nam hay những nơi mà ông thích đến nhất và một số kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông tại Việt Nam không ạ? Ông Salama nói, các bạn nên tự hào về đất nước của các bạn là một đất nước trọn vẹn có tất cả. Nếu mà muốn nói về ẩm thực thì ẩm thực của Việt Nam, một trong những ẩm thực ngon nhất trong khu Đông Nam Á. Tôi là một người rất thích ăn đồ nóng, cho nên các món ăn mà có nước nóng như là miến, phở, đấy là những món ăn mà tôi thích ăn nhiều nhất ở Việt Nam. Tất nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều món ăn khác. Trang phục của Việt Nam là trang phục được nhiều người ưa chuộng và người nước ngoài nào khi đến Việt Nam ai cũng muốn sở hữu một tà áo dài hoặc một cái mũ, một cái nón để mang về để làm kỷ niệm. Và nếu mà nói về những khu di tích lịch sử của Việt Nam như là một những địa danh của Việt Nam, tôi cũng rất vui mừng khi thấy có nhiều khu đã phát triển. Theo tôi, Việt Nam như là quê hương thứ hai của tôi. Như tôi hay nói, tức là không phải là một lời nói ngoại giao mà thực sự tôi thấy rất là bình an. Tôi thấy rất là vui vẻ. Những cái tình cảm của những người bạn bè, những cái bữa cơm ngon, những cuộc giao lưu văn hóa, những chuyến du lịch đi thăm các vùng biển của Việt Nam, nó là những món ăn tinh thần đối với tôi. Vâng, xin cảm ơn những tình cảm mà đại sứ dành cho Việt Nam. Thưa đại sứ, trong dịp năm mới này, ngài đại sứ có lời chúc gì dành cho nhân dân Việt Nam cũng như là khán giả của đài chúng tôi không ạ? Ngài đại sứ Palestine nói, trước hết tôi xin cảm ơn nhà đài luôn luôn đồng hành với đại sứ quán Palestine. Tôi rất tự hào với những cái mối quan hệ với đài và tôi nghĩ rằng nhà đài đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả xem truyền hình Việt Nam. Đây là một năm tràn đầy thử thách với những diễn biến phức tạp đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta. Mặc dù còn có nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng tôi tin chắc rằng Việt Nam là một quốc gia luôn luôn có tinh thần trách nhiệm và đã từng chứng minh cho các nước trong khu vực và thế giới là trong khó khăn Việt Nam vẫn có thể vượt qua được, đóng góp cho sự phồn vinh, phát triển và hòa bình trên thế giới. Xin chúc cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Palestine nói riêng và Việt Nam và các nước trên thế giới tiếp tục phát triển vì nỗ lực chung của các dân tộc trên thế giới là có hòa bình, có ổn định và có phát triển. Vâng, xin cảm ơn đại sứ rất nhiều về những tình cảm mà đại sứ dành cho người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Nhân dịp năm mới, xin được chúc đại sứ sức khỏe, thành công và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Palestine. Xin cảm ơn rất nhiều. Hơn 70 máy bay quân sự Trung Quốc áp sát Đài Loan. Thưa các bạn, khoảng 71 máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc được cho là đã áp sát đảo Đài Loan trong vòng 24 giờ qua. Chính quyền hòn đảo này cho hay, tờ Reuters dẫn thông tin từ cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay, 71 máy bay quân sự gồm máy bay chiến đấu và máy bay không người lái rạng sáng ngày hôm qua đã đi vào vùng nhận diện phòng không ở phía nam hòn đảo. Trong đó, 43 chiếc vượt qua đường trung tuyến, ranh giới ngầm phân định eo biển Đài Loan. Đây là đợt áp sát đảo Đài Loan với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của phi đội Trung Quốc. Ngoài 71 máy bay, 7 tàu quân sự của Trung Quốc cũng bị phát hiện hoạt động gần hòn đảo. Đài Loan đã điều động máy bay chiến đấu, tàu hải quân và triển khai hệ thống tên lửa mặt đất để giám sát. Trung Quốc nói rằng quân đội của nước này tập trận ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan để đáp trả những hành động mà Bắc Kinh cho là sự khiêu khích của Mỹ và chính quyền đảo Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Loan đã bác bỏ cáo buộc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả phải dùng đến biện pháp quân sự. Bắc Kinh liên tục đưa máy bay quân sự và Aegis của Đài Loan.
trong một động thái được cho là nhằm nán gân Đài Bắc cũng như các bên ủng hộ hòn đảo. Tần suất các chuyến bay áp sát Đài Loan có xu hướng tăng lên trong bối cảnh Bắc Kinh gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Mỹ chỉ trích hành động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan. Thưa quý vị, Mỹ bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan sau khi Bắc Kinh triển khai hơn 70 máy bay áp sát hòn đảo. Trong thông cáo hôm nay, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng gọi các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan là hành động khiêu khích và gây bất ổn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan duy trì năng lực phòng thủ, phù hợp với các cam kết lâu dài của chúng tôi và nhất quán với chính sách một Trung Quốc, thông cáo cho biết. Thông cáo của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng được đưa ra sau khi Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết 71 máy bay quân sự của Trung Quốc, gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, rạng sáng đã đi qua vùng nhận diện phòng không ở phía nam hòn đảo. Đây là đợt áp sát đảo Đài Loan với quy mô lớn nhất từ trước đến nay của phi đội Trung Quốc. Ngoài 71 máy bay, 7 tàu quân sự của Trung Quốc cũng bị phát hiện hoạt động gần hòn đảo. Đài Loan đã điều động máy bay chiến đấu, tàu hải quân và triển khai hệ thống tên lửa mặt đất để giám sát. Trung Quốc hôm vừa qua thông báo, quân đội của nước này tập trung ở vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan để đáp trả những hành động mà Bắc Kinh cho là sự khiêu khích của Mỹ và chính quyền đảo Đài Loan. Tuy nhiên, Đài Loan đã bác bỏ cáo buộc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả phải dùng đến biện pháp quân sự. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.